Man United chốt đơn, chính thức đổi chủ. Tại những thời điểm quan trọng trong lịch sử quyền sở hữu MU, đã có những sự đồng thuận chung giữa những người ủng hộ về kết quả mong muốn. Khi rapper Mark Dodge đưa ra lời đề nghị thông qua B-Sky B để nắm quyền kiểm soát câu lạc bộ vào năm 1999, các cổ động viên MU đã nhất trí vận động. Họ không chỉ phản đối một cách lộ liễu xuất hiện tại những cuộc họp thường niên của Man United và được lực lượng an ninh hộ tống ra ngoài, mà còn đằng sau hậu trường, viết thư pháp lý cho Ủy ban độc quyền và sáp nhập. Những người ủng hộ cảm thấy được sở hữu bởi Murdoch với động cơ của riêng ông ta sẽ thay đổi bản chất của câu lạc bộ. Cuối cùng, Bộ Thương mại và Công nghiệp đã ngăn chặn việc tiếp quản, nói rằng việc cho phép B-Sky B, công ty có độc quyền đối với các trận đấu ở Premier League, sở hữu câu lạc bộ hàng đầu của bộ phận, sẽ khiến đài truyền hình rơi vào vị trí thống trị không lành mạnh trong môn thể thao này. Khi gia đình nhà Glazer bắt đầu tiếp quản MU một cách thù địch 5 năm sau đó, cảm xúc tập thể dâng trào, thậm chí còn rõ rệt hơn. Người hâm mộ có thể thấy trước sự phá hoại mà việc đặt một câu lạc bộ vào khoản nợ hàng triệu bảng sẽ gây ra. Vì vậy, họ đã tự làm một số việc. Một giám đốc có cổ phần cuối cùng đã rơi vào tay nhà Glazer, đã sơn lại chiếc xe Zuga của mình, một chiếc xe chở ba anh em nhà Glazer bị tấn công ở Old Trafford. Hành động này được coi là cách tốt nhất để ngăn chặn nguy cơ tài chính mà vụ tiếp quản của nhà Glazer đe dọa. Và mặc dù chiến dịch này đã thất bại, sự phản đối toàn diện đối với các chủ sở hữu Hoa Kỳ vẫn không hề suy giảm trong suốt 18 năm. Sau khi Marcus Rashford mở tỷ số vào lưới Leicester City vào Chủ nhật, người hâm mộ đã hát vang: "Chúng tôi muốn nhà Glazer ra đi" và "Hãy đứng lên nếu bạn ghét nhà Glazer". Họ tiếp tục hô vang sau chuỗi bàn thắng tiếp theo. Cho đến nay, rất thống nhất. Tuy nhiên, nơi mà sự chia rẽ rõ ràng là vấn đề mà điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là thương vụ tiếp quản tiềm năng đầu tiên của MU trong thời đại truyền thông xã hội. Điều đó có nghĩa là phạm vi những người có quan điểm rộng hơn và sự chia rẽ sâu sắc hơn. Theo tình hình hiện tại, các hồ sơ dự thầu công khai duy nhất là dưới hình thức một đề xuất của Qatar do Sheikh Jassim bin Hamad Anthony đứng đầu và một đề xuất khác của Sir Jim Ratcliffe, và hai lựa chọn này đã làm gia tăng xung đột nội bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, yếu tố Qatar đã làm tăng nguy cơ như đã xảy ra trong World Cup. Những lời chỉ trích quốc gia vùng vịnh vấp phải làn sóng phản đối. Những người phản đối đã đưa ra các cuộc tranh luận nhiều sắc thái, bất chấp những gì họ sẽ tranh luận. Không phải là hẹp hòi khi lo ngại về việc Qatar kiểm soát Man United, ra soát Sheikh Jassim không phải là ủng hộ Glazer. Một cá nhân ít nổi tiếng đến mức ngay cả những người thay mặt ông ta cũng chưa thể cung cấp một số chi tiết nhất định về cuộc đời của ông ta. Các mối liên hệ với nhà nước Qatar là rõ ràng, vì vậy có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng một câu lạc bộ giàu lịch sử và tầm quan trọng trong cộng đồng thế giới có thể trở thành phụ kiện mới nhất trong dự án của một quốc gia nhằm tăng cường ảnh hưởng quốc tế. Việc liên kết với một đội bóng đã khuấy động tình cảm sâu sắc trên khắp thế giới có thể sửa sạch danh tiếng một cách tinh vi. Mua Man United có nghĩa là bạn mua được lòng trung thành từ một bộ phận xã hội. Nó đã thành công với Abu Dhabi và Manchester City, và có vẻ như nó đang đi theo hướng tương tự với Ả Rập Xê Út và Newcastle. Tuy nhiên, đối với nhiều người ủng hộ Man United, đó là một vấn đề quan trọng. Giống như khi Murdoch cố gắng mua Quỷ Đỏ, không phải lo sợ rằng ông trùm người Úc sẽ không chỉ mạnh tay cho các cầu thủ hoặc cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy những cuộc biểu tình đó, mà lo ngại về việc động cơ của ông ấy. Sự khác biệt bây giờ là Man United không còn ở trên đỉnh vinh quang của bóng đá. Thay vào đó, họ bị đè nặng bởi khoản nợ của nhà Glazer, và một số người hâm mộ tin rằng tiền, bất kể nó lớn như thế nào, là vũ khí duy nhất để chống lại các câu lạc bộ khác thuộc sở hữu của các quốc gia. Không thể nói những tài khoản mạng xã hội này đã đầu tư tình cảm như thế nào vào Man United là điều không cần nói, nhưng mức độ ưu tiên của họ đối với sự giàu có thì rõ ràng. Tiền mua cầu thủ, và nếu được tổ chức khéo léo, điều đó sẽ có thể dẫn đến các danh hiệu. Nó cũng mua sân tập và nâng cấp sân vận động. Đây là lời hoa mỹ mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng có thể ủng hộ, ngay cả khi nó cũng nghi ngờ dai dẳng rằng sự phát triển hữu cơ để đạt được thành công mang lại cảm giác bổ ích hơn là có sổ séc lớn nhất. Đó là một cuộc tranh luận công bằng. Tờ Atlantic đã tiến hành một cuộc thăm dò dành cho những người đăng ký và công bố kết quả hoàn toàn chính xác. Trong đó có 2/3 số người được hỏi chọn Ratcliffe làm ứng cử viên ưa thích của họ. Trên Twitter đã có một phản ứng gay gắt cho rằng tờ Atlantic đã bịa đặt kết quả. Mọi người đều muốn Qatar. Nếu đấu thầu của Qatar thành công thì câu hỏi về quyền con người đối với người lao động nhập cư ở nước này sẽ cần được đặt ra. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, bất chấp cam kết đã nêu, chính phủ Qatar đã không thực hiện và thực thi cải cách, tạo điều kiện cho các hành vi lạm dụng tái diễn và làm sống lại những yếu tố tồi tệ nhất của Kafala, hệ thống làm việc dựa trên tài trợ. Chủ đề đồng tình luyến ái cũng bị coi là bất hợp pháp ở Qatar. Rainbow Devils, nhóm người hâm mộ LGBTQ của Man United, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với những người đặt giá thầu. Ngoài ra, tổ chức theo dõi nhân quyền đã ghi lại cách các luật
và quy định của Qatar áp đặt về các quy định về quyền giám hộ của nam giới mang tính phân biệt đối xử đối với phụ nữ khi kết hôn, đi du lịch nước ngoài và một số hình thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Một số người có thể nói rằng nếu một quỹ phòng hộ của Hoa Kỳ đấu thầu để giành chiến thắng trong cuộc chiến mua lại Man United, chúng ta nên đặt những câu hỏi tương tự về luật súng hoặc quyền phá thai. Sự khác biệt trong trường hợp của Seth J. Sim là sự giàu có của ông hoặc của người cha có ảnh hưởng của ông, cựu thủ tướng Anthony, đến từ việc cầm quyền. Họ gắn bó với nhà nước, họ hoặc những người họ biết có một mức độ ảnh hưởng đối với những chính luật này. Điều tương tự cũng xảy ra với Radcliffe. Nếu ông mua được MU thì mong muốn theo đuổi fracking và các vấn đề về thuế của anh ta sẽ là những chủ đề công bằng để xem xét. Khi các cuộc đàm phán diễn ra ở Mỹ, các giám đốc điều hành của Man United không được cập nhật thông tin. Chỉ có nhà Glazer và Rain, ngân hàng thương mại xử lý vụ mua bán, biết được sự phức tạp của quy trình. Có những nghi ngờ cho rằng nhà Glazer muốn giá cao hơn so với giá thầu được đưa ra cho đến nay và các cuộc đàm phán có thể kéo dài. Phản ứng của người hâm mộ đối với bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ là rất lớn. Nhà Glazer đã tiêu tốn của Man United 1,5 tỷ bảng Anh, một số tiền đáng kinh ngạc, lẽ ra có thể được sử dụng để cải thiện câu lạc bộ. Đó là con số mà chủ sở hữu mới cần phải đưa vào MU để cải thiện cơ sở hạ tầng. Triển vọng tài chính đó đã làm sai lệch kỳ vọng về những gì Man United cần để trở thành lực lượng ưu việt ở Anh và châu Âu. Câu lạc bộ có sức hút thương mại như vậy nên có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhà Glazer là những ông chủ tồi tệ và sự ra đi của họ sẽ đến sớm tại Old Trafford. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai đến sau thì không bị soi mói.